Lấy cái cánh của nó cắt giùm cái đi, giờ không có gì để cắt hết á. Có dao đây nè. Ồ men, ghê vậy. Cắt lá dừa làm mà. Em đợi 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 nói chuyện làm sao nha. Bye bye Mỹ Anh. Rồi, cắt cái nào? Cắt lá héo héo cũng được. Nè nè. Cắt lá héo héo á. Mỗi đứa một lá che lên mặt. Cái gì rồi? Cảm ơn anh. Rồi, em một cái, anh một cái luôn. Thôi, đây là em, anh muốn nè. Thôi, anh cái này đi. Trời ơi, trời, em lá rách nát này rồi, tôi lấy cái lá nguyên. Tự mi muốn lá rách mà nè. Lá... Mi muốn hay cái này đẹp nè. Cái nào bự bự xí, anh mình che được nhiều. Okay, ok. Nè, che vậy nè. Em cảm ơn anh, trời ơi, này che em còn vừa. Nè đó, để lá lên đầu gì nè, đi. Wow. Cái dao đỉnh hả? Gì? Mệt không? Anh mệt lắm không? Dạ. Yeah.